Chào mọi người, mình đang là tên là Nguyễn Minh Đông, đang là kinh doanh trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp. Hôm nay mình có điểm đến hôm nay là đúng là 7:30, mình chinh phục điểm cực đông ở thời điểm này. Thì mình hỏi rất là nhiều người và anh chị, hôm nay mình lại có hỏi xin hỏi anh là khi bài học quý anh rút ra được gì và khi từ cái quá trình anh chinh phục điểm cực đông của Tổ quốc, cái bài học anh rút ra, anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không ạ? Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thanh Tài, hiện tại mình đang kinh doanh thuốc ly. Thật ra là mình đi trong quá trình ngày hôm qua giờ rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Nhưng mình muốn đến cái mục đích gì đó thì mình cố gắng vượt qua. Thì bài học kinh nghiệm của mình là mình đừng nên bỏ cuộc những cái suy tư, những cái suy nghĩ rất là nhỏ nhoi để mình không đến mục đích cuối cùng. Thì kinh nghiệm của mình đó là dù việc nhỏ, dù khó khăn thế nào thì mình đặt tư duy mình lên hàng đầu thì mình sẽ cố gắng mình sẽ thành công nhiều hơn ạ. Cảm ơn. Học rất là nhiều bài học cho các anh chị ạ, cũng rất là nhiều trải nghiệm ạ. Cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn ạ. Cái điểm cực đông như thế này ạ. Xin chào, thì mình là Khiêm. Thì thực sự là trong quá trình đi thì trước lúc mình đi mình cứ cảm nghĩ là con đường đi nó rất là bằng phẳng, nhưng mà không ngờ là lúc mình buổi chiều lúc mình bắt đầu mình đi thì sau 15 phút thì mình đã bị căng cơ và